Chào các bạn, quay lại kênh học tiếng Anh và tiếng Hoa. Chúng ta bắt đầu. Fantastic. Fantastic. Chức năng là tính từ. Nghĩa là kỳ dị, quái dị, tuyệt vời. Cái gì mà nó không có bình thường, nó hơn cái bình thường một xíu thì ta nói thật là quái dị, thật là kỳ vị, hoặc là thật là tuyệt vời. Ta có ví dụ: This work is fantastic. This work is fantastic. Công việc này thật tuyệt vời. This này, work là cái công việc, is là fantastic, tuyệt vời. This work is fantastic. Ta qua từ vựng kế tiếp: fatal. Fatal chức năng là tính từ, tai hại, chí tử, hoặc là chết người. Ta có ví dụ: This is his fatal mistake. Đây là cái sai lầm chết người của anh ấy. This is, đây là his của anh ấy. Fatal là chết người hoặc là chí tử. Mistake, cái lỗi lầm, cái sai lầm. This is his fatal mistake. Ta qua từ vựng kế tiếp: Finance. Finance chức năng là danh từ, nghĩa là tài chính hoặc là tài trợ. Ta có ví dụ: Foreign companies have financed this program. Các công ty nước ngoài đã tài trợ cho cái chương trình này. Foreign là nước ngoài. Companies, những công ty, have financed là đã tài trợ. Đây là dùng cấu trúc câu thì hiện tại hoàn thành. This này, program, cái chương trình. Foreign companies have financed this program. Ta qua từ vựng kế tiếp: income. Income là chức năng, là danh từ, nghĩa là thu nhập. Ta có ví dụ: How much is your monthly income? Thu nhập hàng tháng của bạn là bao nhiêu? How much là bao nhiêu? Your của bạn, monthly hàng tháng, income là cái thu nhập. How much is your monthly income? Ta qua từ vựng kế tiếp: Indicate. Indicate chức năng là động từ, nghĩa là chỉ, cho biết hoặc là ra dấu hiệu nào đó. Ta có ví dụ: This signpost indicates us to go to the zoo. Cái biển chỉ dẫn này chỉ cho chúng tôi biết đi đến sở thú. This này, signpost, cái biển chỉ dẫn. Indicates là chỉ cho biết. Us là chúng tôi, làm chức năng là vị ngữ. To là để mà. Go to là đi tới. The zoo, sở thú. This signpost indicates us to go to the zoo. Ta qua từ vựng kế tiếp: Individual. Individual chức năng á, là tính từ, nghĩa là cá nhân. Ta có ví dụ: This is the individual right of each person. Đây là quyền cá nhân của mỗi người thôi. This is, đây là the individual là cá nhân. Right là cái quyền lợi. Individual right, quyền lợi cá nhân. Of của each, mỗi person, người. Ta qua từ vựng kế tiếp: Unequal. Unequal chức năng là tính từ, nghĩa là không bằng nhau, không công bằng. Người ta có ví dụ: They split the profits unequal. Họ chia lợi nhuận không bằng nhau. Đây là họ, split là chia lợi.
The profits là cái lợi nhuận. Unequal là không bằng nhau. Ta qua từ vựng kế tiếp. Involve chức năng là động từ gồm, bao gồm. Ta có ví dụ. This amount of money involved salary and meal. Số tiền này bao gồm tiền lương và tiền ăn. This là này. Amount of là cái số của cái gì đó. Money, tiền. Amount of money là cái số tiền. Involved là bao gồm. Chữ further ha, ta đọc là further ha. Involved, salary, lương, meal là cái bữa ăn, tiền ăn. This amount of money involves salary and meal. Ta đọc lại từ vựng ha. Fantastic, tuyệt vời. This work is fantastic. Fatal. This is his fatal mistake. Finance. Foreign companies have financed this program. Income. How much is your monthly income? Indicate. This signpost indicates to go to the zoo. Individual. This is the individual raised up each person. Unequal. This plus the profits. Unequal. Interpret. Can you help me interpret to him? Involve. This amount of money involves salary and meal. Bài học đến đây đã hết rồi. Các bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ với mọi người cùng học. Goodbye. See you next time.